Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bất Động Sản Phượng DT. Trong các clip trước thì em cũng đã có một cái clip là mô tả về cái tiến độ các dự án thuộc phân khu Vịnh Đào của Eco Park. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các anh chị cụ thể chi tiết về từng cái dự án ở cung đường Vịnh Đào này, chi tiết về phần giá cả này cũng như là những cái đặc trưng của từng cái dự án đó để các anh chị có thể nắm được kỹ hơn về các cái dự án của phân khu Vịnh Đào Eco Park ạ. Và chi tiết các anh chị hãy cùng em theo dõi dưới đây nhé. Trên hình là bản đồ phối cảnh tổng thể của khu đô thị Eco Park và các anh chị có thể quan sát thấy là cái đường viền màu đỏ và có cái màu vàng highlight đoạn đó chính là cái cung đường Vịnh Đào dài 7,5 km của khu đô thị Eco Park. Và trong cái clip này thì em chia sẻ với các anh chị về các dự án ở bên bờ Vịnh Đào của Eco Park, đó chính là các dự án Sky Oasis, Sun Forest, Haven Park và cuối cùng chính là Sky Forest. Dự án tổ hợp khoáng nóng đó chính là The Landmark và The Onsen thì vẫn là thuộc cái tuyến phố đi bộ Vịnh Đảo chạy qua. Tuy nhiên thì nó sẽ nằm ngoài, nó không ở ven cái Vịnh Đảo như là các dự án kia. Do vậy thì em sẽ chia sẻ riêng về cái khoáng nóng ạ. Tòa đầu tiên của tuyến phố đi bộ Vịnh Đảo đó chính là dự án SP, tức là S Premium. Và tiếp theo thì sẽ đến là S3 và S2 và S1. Đặc trưng của từng cái tòa tháp này thì lại có những cái điểm rất là riêng. Và em sẽ chia sẻ theo thứ tự những cái dự án mà được mở bán đó sớm nhất. Sớm nhất thì đó chính là S1 và S2 của Sky Oasis. Dự án này được mở bán là khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2020, tức là cách đây đến khoảng 2 năm rồi. Hiện nay thì dự án đang ở trong giai đoạn nghiệm thu và chuẩn bị bàn giao. Dự án này đều hai cái tòa này đều cao 41 tầng và có đầy đủ các căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ. Và có một cái đặc trưng rất là lớn, đó chính là dự án này sẽ có hai bể bơi. Một bể bơi thứ nhất là ở tầng 3, nối giữa hai tòa. Và cái điều đặc biệt hơn nữa đó chính là có hai cây cầu ở tầng 21 nối thông giữa hai tòa và một cái bể bơi chân mây ở tầng 41. Đây là cái bể bơi này cực kỳ đặc biệt của toàn dự án. Trên hình là hình ảnh của hai tòa S1, S2 đang trong quá trình hoàn thiện và ở dưới khu vực nội khu đấy ạ, được trang trí. Và những tuyến phố, những con đường ở ven Vịnh Đào là đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Chẳng mấy nữa thôi là các cư dân là đã được về nhận nhà và sử dụng các tiện ích. Hai tòa S1 và S2 thì khi mở bán thì giá có dao động là khoảng từ 28 đến 32 triệu trên một mét vuông. Và đây là một mức giá rất là hợp lý và là hai cái tòa mà có giá tốt nhất ở cái tuyến phố Vịnh Đào này. Và tiếp theo là hai dự án được mở bán ngay sau S1, S2, đó chính là S3 và S Premium. Hai dự án này thì nó sẽ là cao cấp hơn và cũng có chiều cao là 41 tầng, cũng có các thương mại khối đế và các cái tầng cũng tương tự, các cái căn hộ cũng tương tự như S1, S2. Tuy nhiên là tiêu chuẩn bàn giao cao cấp hơn và ở giữa nối giữa hai tòa S3 và SP này ở cái tầng 3 thì sẽ là cái bể bơi Bali. Đặc biệt là S Premium thì là được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp như là một căn hộ 5 sao với sẽ hành lang và thang máy đều được trang bộ toàn bộ máy lạnh, thiết kế sang trọng và đẳng cấp theo tiêu chuẩn của 5 sao cũng như là các dịch vụ tiện ích như là nhà hàng, bể bơi cao cấp. Và đặc biệt là ở SP là có cái cầu pha lê mạo hiểm giữa không trung và vườn thượng uyển ở trên đỉnh tòa tháp, nó rất là độc đáo. Khi mở bán thì giá S3 sẽ dao động là khoảng từ hơn 30 đến hơn 40 triệu một mét vuông và SP thì sẽ khoảng là từ 37 đến 45 triệu một mét vuông. Hiện nay thì cả hai tòa đều đã cất nóc lâu rồi và đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến thì sẽ bàn giao cho cư dân vào quý 3 năm 2022 này. Dự án ngay ở gần Sky Oasis đó chính là Sun Forest, là một dự án mà tạo một cái điểm nhấn rất là lớn về vào năm 2020 khi mà dự án mở bán, bởi vì nó có hàng trăm cái khu vườn thẳng đứng ở trên cao với cái thông điệp đó là nhà trong vườn và vườn trong mây. Mỗi một tầng thì sẽ có khoảng 30% cái khối lượng căn hộ mà có sân vườn ở những căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Và khi cái sân vườn này được bàn giao thì chủ đầu tư sẽ bàn giao hết, bao gồm hết các cái hệ thống cây. Do vậy là chúng ta đã được sở hữu luôn cái khu vườn trên căn hộ của mình rồi. Bên cạnh đó thì Sun Forest cũng có cái hồ bơi nước mặn 4 mùa trên không. Và có điểm nhấn nữa đó chính là cái thác tràn nhiệt đới ở trước hai cái khu tòa nhà này. Và cùng với đó là toàn bộ những cái tiện ích của khu tuyến phố đi bộ. Giá của Sun Forest khi mở bán thì sẽ khoảng là từ 35 đến 45 triệu trên một mét vuông. Và hiện nay thì hai tòa Sun 1 và Sun 2 đã đang hoàn thiện mặt ngoài và dự kiến sẽ bàn giao cho cư dân vào quý 4 của năm nay. Và dự án tiếp theo trên cung đường Vịnh Đảo này đó chính là Haven Park. Haven Park hay còn được gọi là Bali trong lòng Eco Park, với cái khuôn viên 3 hectare chỉ dành riêng cho hai tòa. Dự án có các tiện ích cao cấp như là bể bơi thì sẽ dùng là công nghệ điện phân muối không clo hoặc là suối nhiệt đới.
vườn nướng BBQ hay là vườn thiền, cũng như là thảm vọng nguyệt ven hồ hay là khu vui chơi của trẻ thơ, rất là nhiều các tiện ích và đều là theo tiêu chuẩn cao cấp. Và Haven Park thì được mở bán vào khoảng tháng 4 năm 2021. So với Skywalk City thì Haven Park có khối lượng căn hộ trên một tầng ít hơn là chỉ có 16 căn thôi. Và cái này thì không tính SP, SP thì có khối lượng ít hơn là có 15 căn hộ trên một tầng. Và ở Haven Park thì cũng có đầy đủ hết các căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ với diện tích dao động sẽ khoảng là từ 30m² đến 121m² thông thủy. Giá tại thời điểm mở bán của Haven Park cũng sẽ dao động là khoảng từ 40 đến 50 triệu một mét vuông. Và vẫn giống như là Sky Oasis hay Soul Forest thì Haven Park cũng có 2 tầng hầm và 2 tầng thương mại khối đế tại tầng 1 và tầng 2. Bên cạnh các tiện ích riêng thì nó cũng có tận hưởng đầy đủ hết tất cả các tiện ích của cái tuyến phố đi bộ vịnh đảo. Và dự án cuối cùng của tuyến vịnh đảo này đó chính là dự án Sky Forest và mới được mở bán vào năm nay, mở bán ngày tòa đầu tiên vào ngày 14 tháng 3. Và dự án thì sẽ bao gồm 3 tòa tháp là SF3, SF2 và SF1 với tổng chiều cao SF3 tương ứng là 41 tầng, 39 tầng và SF1 là 30 tầng. Sky Forest có một điểm nhấn rất đặc biệt, đó chính là đưa các vườn thượng uyển lên trên cao với rất nhiều vườn thượng uyển. Và có một điều mà trong Eco Park vẫn còn thiếu, đó chính là bể bơi 4 mùa trong nhà. Đây chính là cái điều mà sẽ mang lại cái điểm khác biệt của Sky Forest nữa. Bởi đi trước đến nay thì các bể bơi 4 mùa trong Eco Park thì cũng chỉ là bể bơi ngoài trời thôi. Đặc biệt có một điểm nhấn khác nữa cũng rất là quan trọng, đó chính là dự án có cái vườn trẻ thơ với diện tích 5.000m² để cho phục vụ cho cư dân, cũng như là rất đặc biệt là có dự án này sẽ nằm trên cái cung đường giáo dục và chạy qua rất là nhiều những cái cơ sở giáo dục liên cấp như là Chadwick, Việt Nhật hay là Paris hay Học viện Đào tạo Vietcombank. Sky Forest là cái dự án mà mảnh ghép cuối cùng của tuyến phố đi bộ vịnh đảo, do vậy là nó cũng tận hưởng đầy đủ mọi tiện ích của tuyến phố. Thứ hai nữa là khi mà Sky Forest được đi vào bàn giao thì cả cái tuyến phố này đã được vận hành và đã được hoàn thiện rồi. Do vậy đây là ưu điểm cũng rất lớn của Sky Forest, và Sky Forest lại cũng rất gần Hồ Thiên Nga nữa. Và thực tế thì về Sky Forest em đã có rất nhiều những cái video riêng chia sẻ rồi, do vậy là trong clip này sẽ em không đề cập đến quá nhiều các tiện ích của Sky Forest nữa. Và hiện nay thì Sky Forest cũng đã mở bán từ ngày 14 tháng 3 và 3 tòa gần như là lượng hàng đã còn rất là ít, vẫn còn một số căn hộ để các anh chị có thể lựa chọn. Giá mở bán của Sky Forest là dao động sẽ khoảng là từ 40 triệu đến hơn 50 triệu một mét vuông. Hiện nay Sky Forest là ở giai đoạn đầu mở bán và dự kiến sẽ bàn giao vào quý 3 năm 2024. Và hiện tại nếu mà các anh chị cần tư vấn bất kỳ những thông tin về Sky Forest hay là bất kỳ cái dự án nào của Eco Park thì các anh chị hãy đừng ngần ngại liên hệ với em nhé. Và qua đoạn giới thiệu vừa rồi thì chắc các anh chị cũng đã nắm khá là rõ về các dự án thuộc phân khu vịnh đảo Eco Park đúng không ạ? Và nếu các anh chị có bất kỳ quan tâm đến dự án nào thì các anh chị hãy liên hệ với em sẽ tư vấn cụ thể về nhu cầu của các anh chị nhé. Kể cả những cái dự án đã mở bán hết rồi thì cũng có những cái căn mà các khách hàng là gửi bán lại. Và em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video, và các anh chị hãy nhớ like và đăng ký kênh của em để cập nhật thêm thật nhiều những tin tức khác nữa nhé. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.